Xin chào mọi người, bà bầu phụ nữ mang thai có nên ăn rau xà lách hay là rau diếp hay không? Rất nhiều chị em chúng ta yêu thích cái loại rau này, ăn sống này hay là trộn salad, nấu canh, luộc, ăn nên rất là mát, nó lại giàu dinh dưỡng nữa. Còn giúp chúng ta đẹp da, giữ dáng. Tuy nhiên, bước vào cái giai đoạn bầu bí, mang thai, cơ thể người phụ nữ chúng ta trở nên rất là nhạy cảm. Thì rau xà lách nó liệu là có an toàn và có tốt cho thai nhi trong bụng hay không? Thì đáp án luôn cho chị em chúng ta phải mong chờ là chúng ta có. Phụ nữ mang thai chúng ta hoàn toàn có thể ăn được rau xà lách. Và chúng ta mẹ mà thích ăn ấy, ăn được ấy, thì chúng ta nên ăn thường xuyên nhé. Khi mà chúng ta ăn đúng cách thì rất là có lợi ích cho thai kỳ của các mẹ và hoàn toàn là rất là lành tính. Và chúng ta cũng cần lưu ý một số điều khi mà chúng ta ăn rau xà lách như sau nhé. Đầu tiên là chúng ta phải lựa chọn an toàn. Trước hết mẹ bầu chúng ta cần biết là có rất là nhiều những loại rau xà lách khác nhau trên thị trường. Rau xà lách thì nó hay còn gọi là rau diếp, nó hay là rau cải bèo nữa. Ngày xưa người ta hay cho gọi là cải bèo, rau diếp, rau xà lách. Thì có nhiều loại như là xà lách mỡ. Xà lách mỡ thì rất là phổ biến ở thị trường Việt Nam này. Thông thường ấy, thì các bạn có thể thấy những cái xà lách mà nhỏ nhỏ, mà tròn tròn, nó cuộn lại với nhau, nó mềm. Và các lớp lá nó xếp tần lên nhau giống như bắp cải, cải bắp nhưng mà nó bé hơn. Và những cái lá của nó rời rạc hơn và dễ tách ra khỏi nhau hơn, rất là giòn và nó ngon nữa. Và người ta thường dùng cái nhỏ nhỏ đấy, cái cuộn nhỏ nhỏ đấy để cuộn này, gỏi hay làm món lẩu nữa. Loại tiếp theo là cái loại xà lách xoăn. Xoăn màu xanh hay là màu tím. Lá thì đúng như cái tên gọi nó là nó xoăn xoăn và nó quăn quăn, nó thon dài hơn một chút. Mọi người chúng ta thường dùng cái loại xà lách xoăn này để làm salad này, hay là chúng ta luộc, nấu canh, ăn cũng rất là ngon. Đây là hai cái loại phổ biến nhất mà chúng ta thường thấy ở chợ hay là nhà các bạn chúng ta trồng được ấy. Thì mẹ chúng ta có thể tùy ý lựa chọn loại tròn ấy, hay là loại dài để chúng ta đều có thể ăn được, tìm mục đích sử dụng của mình thôi. Khi mà chúng ta chọn rau xà lách thì nên cho chú ý là chọn cái loại rau mà nó có cái màu xanh càng sẫm thì nó sẽ càng tốt hơn. Bởi vì lượng vitamin K, acid folic có trong những cái loại rau mà nó đậm màu xanh thường là nhiều hơn so với những cái loại rau mà nó nhạt màu hơn. Thì mẹ chúng ta có thể chú ý cái điều này để chúng ta lựa chọn cái rau mà nó nhiều dinh dưỡng và chất lượng hơn. Thường là cái rau diếp xoăn nó có cái màu xanh đậm hơn so với cái rau diếp mỡ là cái loại thông thường ấy. Thì mẹ chúng ta có thể ưu tiên cái loại rau diếp xoăn màu xanh hơn. Tiếp theo chúng ta cần lưu ý là đảm bảo cái vấn đề về vệ sinh, an toàn thực phẩm. Tức là rau xà lách cho mẹ bầu chúng ta sử dụng ấy phải là an toàn, rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo là không có cái hóa chất mà nó tồn tại ở đấy. Khi mà chúng ta mua về, mua ở nơi uy tín, khi về thì chúng ta phải sơ chế và rửa sạch nhiều lần dưới vòi nước, hay chúng ta ngâm với nước muối loãng để nó loại bỏ hết những cái vi khuẩn, những cái hóa chất qua trong đấy. Tiếp theo là chúng ta cần chú ý đến cách ăn này và cách chế biến, hạn chế cái vấn đề chúng ta ăn rau xà lách sống nhé. Kể cả là rau sạch thì chúng ta cũng hạn chế về chúng ta ăn sống thôi. Đặc biệt là những mẹ bầu chúng ta bụng dạ yếu, sức khỏe chúng ta không tốt ý, thì chúng ta tuyệt đối là không nên ăn rau sống. Thay vào đó chúng ta hãy chế biến bằng cái phương thức nó tốt hơn, là chúng ta nấu chín rau xà lách, rau diếp lên bằng việc chúng ta luộc này, hay là sốt với cà chua, nấu canh để nó đảm bảo an toàn cho mẹ nhé. Ngoài ra các mẹ chúng ta chú ý là nên ăn cả cái phần lá lẫn cả cái phần cọng để chúng ta cung cấp thêm chất xơ cũng như là vitamin cho bản thân mình. Và chúng ta chú ý là cái liều lượng ăn nữa, cũng không đến nỗi là ăn quá nhiều nhé. Chúng ta một tuần ăn 2-3 bữa là được rồi. Tóm lại, rau xà lách, rau diếp là cái loại rau rất là ngon, lại giàu dinh dưỡng nữa. Mẹ bầu chúng ta là hoàn toàn có thể ăn được trong thai kỳ của mình. Và chúng ta chỉ cần nhớ là ăn chín này, hạn chế ăn sống và mua ở siêu thị và nơi có nguồn gốc uy tín rõ ràng nhé.